Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 và tiếp tục cái phần ngữ pháp câu điều kiện loại 1 nha. Câu điều kiện loại 1 phần 3. Nhắc lại một chút về cái cấu trúc của câu điều kiện loại 1, các bạn cần phải lưu ý. Câu điều kiện loại 1 nó diễn tả một cái giả định có thật ở hiện tại hoặc tương lai, và các bạn nhớ nó có hai vế, cái vế if gọi là mệnh đề if các bạn. Mệnh đề if nó phải cộng với hiện tại đơn. Mệnh đề if cộng hiện tại đơn. Còn các mệnh đề kia gọi là mệnh đề chính là cộng với will hoặc là won, nếu mà có phủ định là sẽ won nha. Cộng động từ nguyên mẫu của chúng ta. Nếu thì đó, rồi chúng ta áp dụng vào cái câu số 1 này, cái if nó đứng đầu câu thì cái mệnh đề if là đằng trước đúng không? Mệnh đề if đằng trước thì cái mệnh đề này, cái câu này chúng ta chia hiện tại đơn, will là chủ ngữ số nhiều, xen giữ nguyên này. Cái đằng sau sẽ là will, cộng động từ nguyên mẫu là will come thôi, các bạn nhớ bỏ chu đi nha. Câu số 2, anh ta sẽ không hiểu bạn nếu bạn nói thì thầm. Ok, bây giờ cái if nó nằm ở giữa câu đúng không nào? If nằm ở giữa câu thì sao? Thì cái mệnh đề if nó đứng đằng sau câu, nó là cái mệnh đề thứ hai. Thì các bạn nhớ chia ở đây là hiện tại đơn, whispers giữ nguyên, bởi vì you là chữ số nhiều. Còn cái mệnh đề đằng trước đây gọi là mệnh đề chính là will cộng động từ nguyên mẫu, ở đây sẽ là won bởi vì con not, understand. Sang câu số 3, if đứng ở giữa câu thì cái mệnh đề đằng sau là hiện tại đơn, chúng ta sẽ chia hiện tại đơn ở đằng sau này. Đây là chữ số nhiều, con not các bạn sẽ don't take. Và cái vế đằng trước các bạn nhớ chia là will động từ nguyên mẫu, will mà có not đúng không, thì chúng ta viết thành won't survive. Ok, họ sẽ không tồn tại trong sa mạc nếu họ không có nước, mang theo nước. Ok, sang câu số 4 của chúng ta này, sang câu số 4 nha. Câu số 4 thì nếu bạn nhấn phím Ctrl S bạn sẽ save cái dữ liệu, cái file lại. Nếu đứng đầu câu thì cái mệnh đề đầu tiên đây là hiện tại đơn, you là chủ ngữ số nhiều, rest giữ nguyên. Ok, còn vế đằng này sẽ là you will stray. Rồi câu số 5 của chúng ta, bạn sẽ băng qua cái kênh nếu bạn bay từ Paris tới London. Ok, chúng ta để ý câu số 5, if nó không đứng đầu câu mà đứng giữa câu thì cái vế đằng sau đó là hiện tại đơn và vế đằng trước đó là will cộng động từ nguyên mẫu, cho nên ở đây you là chữ ngữ số nhiều, chúng ta viết fly. Còn cái mệnh đề bên này, vế đầu này chúng ta sẽ chia là will cross. Sang câu số 6, Fred trả lời, sẽ trả lời điện thoại nếu mà vợ anh ta đang tắm. Ok, bây giờ if đứng giữa câu đúng không, if đứng giữa câu này thì cái mệnh đề đằng sau này hiện tại đơn, vế his wife has a bath. Còn đằng này sẽ là will cộng động từ nguyên mẫu, will answer. Sang câu số 7, if đứng đầu câu thì cái vế này sẽ là hiện tại đơn, where thêm sờ vô, bởi vì chủ ngữ là clear là chủ ngữ số ít. Và đằng sau sẽ là won động từ nguyên mẫu, đó là won't stay. Sang câu số 8, chúng ta để ý if đứng đầu câu. If đứng đầu câu thì mệnh đề đầu tiên là hiện tại đơn và mệnh đề thứ hai là tương lai đơn. Ở đây sẽ là if I touch, bởi vì I là chủ ngữ số nhiều nhá. Nếu tôi sờ con rắn này, bạn gái của tôi sẽ la hét, sẽ không la hét. One scream. Rồi, ok, câu số 9 này, cô ta sẽ quên đón bạn nếu bạn không gọi điện cho cô ấy. Rồi, if đứng giữa câu thì cái mệnh đề đằng sau là hiện tại đơn, chúng ta cứ chia cái đằng sau if trước nó sẽ dễ hơn. Don't, bởi vì có not, don't phone. If you don't phone her, còn với ở đây sẽ là will forget nè. Sang câu số 10, if đứng giữa câu thì cái vế đằng sau if là cái vế câu sau sẽ chia hiện tại đơn. Hiện tại đơn ở đây you là chủ ngữ số nhiều, give giữ nguyên. Còn ở đằng này sẽ là will cộng động từ nguyên mẫu, will remember. Rồi sang cái bài tiếp theo, điền dạng đúng của động từ và vẫn là cái câu điều kiện loại 1. If đứng đầu câu thì hiện tại đơn ở đây đó là work answer. Còn cái vế thứ hai sẽ là will pass đúng không? Câu số 2, if đứng đầu câu thì cái vế đằng sau if là hiện tại đơn, ai là chủ ngữ số nhiều, come giữ nguyên. Còn ở đây sẽ là will phone. Nếu tôi đến sớm, tôi sẽ gọi điện cho bạn. Câu số 3, cô ấy sẽ cảm thấy buồn nếu mà bạn không tặng cô ấy quà. If đứng giữa câu thì đằng sau này sẽ là hiện tại đơn và con not các bạn nhớ xài don't, bởi vì you là chủ ngữ số nhiều. You don't give her a gift. Còn bên này sẽ là will feel. Sang câu số 4, if đứng đầu câu thì cái mệnh đề sau if là hiện tại đơn, ở đây sẽ là Peter go answer. Còn vế đằng sau sẽ là will be. Sang câu số 5,
if đứng giữa câu, if đứng giữa câu thì đằng đây sẽ là don't review. Còn cái vế đằng trước sẽ là will know. Câu số 6, if đứng đầu câu. If đứng đầu câu thì chỗ này sẽ là hiện tại đơn. The boy là chủ ngữ số is, cho nên cái từ is của chúng ta thêm sờ vào. Và ở đằng đây sẽ là will be. Sang câu số 7, nếu bạn không có vội vàng thì bạn sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt. If đứng ở đầu câu thì mệnh đề đầu tiên đây là mình gọi là hiện tại đơn đó. Don't hurry bởi vì có not. Và vế đằng sau sẽ là will miss. Sang câu số 8, if đứng giữa câu. If đứng giữa câu thì ở đây sẽ là hiện tại đơn là see ở đây. You là chủ ngữ số nhiều. Nói với anh ta về câu chuyện này nếu bạn gặp anh ta. Ok, sang câu số 9. Sang câu số 9 các bạn cần phải chú ý ở đây là có dấu chấm hỏi là câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì cái vế đầu, cái vế nào? Ở đây là câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì cái vế phía sau các bạn sẽ phải chia. Cái mệnh đề chính các bạn sẽ phải chia là câu nghi vấn đó. Nếu bạn có một ngày nghỉ nha. Ở đây thì chúng ta sẽ chia là hiện tại đơn này. If you have a day off, where will you go? Bạn sẽ đi đâu? Where will you go? Sang câu số 10. Câu số 10 thì chúng ta chia như sau. If ở đây thì cúc thêm sờ thôi. Sang câu số 11. Câu số 11. Nếu một vài người đến cuộc họp, nếu ít người tới cuộc họp, làm ơn hãy hoãn sang một ngành khác. If đứng đầu câu đúng không nào? If đứng đầu câu thì ở đây chúng ta sẽ chia là come giữ nguyên này, hiện tại đơn. Câu số 12, nếu mà trời không ấm áp vào chiều nay, chúng ta sẽ hoãn cái game lại. Ở đây sẽ là gì? Hiện tại đơn. It sẽ doesn't. No, sorry, ở đây động từ to be thì sẽ là isn't. It isn't warm this afternoon. Thì we will put up. Sang câu số 13, đây là câu gì? Câu 13 là câu hỏi nhé. Câu 13 là câu hỏi thì các bạn phải chia cái vế này là vế câu hỏi này. Các bạn phải chia thành câu hỏi. Cái vế sau là cái vế if đây rồi, các bạn chia bình thường là hiện tại đơn là come thôi. Còn vế đầu sẽ là câu hỏi thì will sẽ đứng đầu câu. Will đứng trước chủ ngữ và đằng sau sẽ là pick. Will đứng đầu câu và ở trong sẽ là which a pick. Bố bạn sẽ đón bạn nếu bạn đến trễ. Ok, câu số 14 này. Câu số 14 cũng là câu hỏi luôn bởi vì có chấm hỏi cuối câu. Thì cái mệnh đề if chia bình thường là hiện tại đơn thôi. Mệnh đề if chúng ta chia trước đó là miss giữ nguyên bởi vì you là chủ ngữ số nhiều. Còn cái mệnh đề đằng trước này các bạn bắt buộc phải chia là cái câu nghi vấn. Các bạn chia nghi vấn bằng cách để will trước chủ ngữ. What will you speak? Bạn sẽ nói cái gì nếu bạn gặp một người nước ngoài. Sang câu số 15 chúng ta để ý cái từ unless. Unless các bạn nhớ cho tôi, unless nó bằng với if not nhé. Nó bằng với if not, nếu không trừ khi đó. Thì nó cũng giống như là if thôi. Thì cái mệnh đề đằng sau nó cũng chia là hiện tại đơn. He là chủ ngữ số is thì answer chúng ta thêm sờ vô. Và cái vế đằng sau cũng là will động từ nguyên mẫu. Ở đây có not thì các bạn nhớ là will, còn động từ nguyên mẫu là will have. Rồi chúng ta tạm dừng cái bài phần 3 tại đây.